Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp hỗ trợ điều trị thiếu máu não từ lá sen rất hay. Thiếu máu não ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa hơn. Tình trạng này gây nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động, chức năng của não bộ cũng như sức khỏe chung của con người. Theo thống kê tại Việt Nam thì tỷ lệ những người được chẩn đoán là thiếu máu não lên tới 80%. Dấu hiệu thiếu máu não đặc biệt là giai đoạn đầu tiến triển khá mờ nhạt nên nhiều người bệnh có thể là thờ ơ hoặc chủ quan vì nó chưa có những biểu hiện rõ ràng. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài thuốc dân gian giúp điều trị bệnh lý thiếu máu não dễ làm và rất hiệu quả từ lá sen. Lá sen là một trong những vị thuốc tự nhiên không chỉ có tác dụng hỗ trợ làm giảm mỡ máu, tiêu ứ huyết mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Lá sen khô thuộc loài thực vật họ Thụy Liên là nguồn dược liệu tự nhiên. Tên thuốc là Hà Diệp và được y học cổ truyền sử dụng làm thuốc từ rất là lâu đời. Các bác sĩ rất hay sử dụng cái vị thuốc Hà Diệp này trong các thang thuốc để điều trị cho người bệnh. Thì lá sen sau khi được thu hái và đem phơi sấy khô rồi sẽ được sử dụng. Dược liệu này có đặc tính là mùi rất là thơm mát, vị thì hơi đắng nhẹ và khi mà phơi khô thì chất lượng tương đối là giòn, dễ vụn. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để chế biến lá sen để sử dụng. Thì lá sen sau khi mua về, các bạn lau sạch lá, rồi dùng kéo hoặc dao cắt nhỏ lá sen hoặc dùng tay xé lá sen. Theo cổ truyền, lá sen có vị đắng, hơi chát, tính mát, công dụng lợi về kinh can, tỳ, vị. Có công dụng giúp cho tỳ vị nâng cao trung khí, hạ nhiệt, làm tan ứ tụ, cầm máu, phù hợp với các triệu chứng như là nôn ra máu, chảy máu cam, đại tiện ra máu, miệng khát, tâm phiền, phù thũng, băng huyết và hỗ trợ giảm trọng lượng cơ thể trong trường hợp bệnh nhân bị thừa cân, béo phì. Cho vào rổ hoặc khay lớn. Sau đó các bạn đem lá đi phơi nắng hoặc để tiết kiệm thời gian, các bạn có thể sấy bằng lò vi sóng với nhiệt độ từ 50 đến 100 độ C và thời gian là khoảng từ 15 đến 20 phút. Lá sen không cần được phơi quá khô, phơi đủ nắng thôi, đủ héo. Nếu trời nắng tốt thì chỉ cần phơi tầm một nắng là có thể sử dụng được. Theo như nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, lá sen có tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu, hỗ trợ giảm tổn thương gan, tái tạo tế bào gan, ức chế hấp thu chất béo vào cơ thể và tăng tốc độ chuyển hóa và tiêu hao năng lượng. Trên lâm sàng thì lá sen dự phòng cao huyết áp, sơ vữa động mạch, mỡ máu cao, người cao tuổi, sức khỏe yếu, người mạch vành, bệnh tim, viêm túi mật, tai biến mạch máu não, v.v. Tiếp theo là bước pha trà. Trước khi nấu thì các bạn có thể rửa lá sen lại với nước sạch. Trà lá sen thơm khi uống mang lại cho các bạn một cảm giác rất là tươi mát, thanh nhẹ. Màu trà vàng ươm rất là đẹp mắt và các bạn có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng của sen cùng vị trà rất là ngon. Để không làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của cơ thể thì các bạn chỉ nên uống nước lá sen vào trước bữa ăn chính hoặc sau bữa ăn chính khoảng 30 phút. Điều này sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa của bạn diễn ra một cách tốt hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. Ngoài ra thì khi sử dụng nước lá sen, các bạn cũng cần lưu ý là chỉ nên uống khoảng tầm 3 đến 4 lần một ngày. Và nếu bị táo bón thì bạn có thể uống tăng lên khoảng 5 đến 6 lần một ngày. Nếu để nước lá sen qua đêm thì các bạn không được uống nữa vì nó sẽ sinh ra những cái hóa chất độc hại cho cơ thể. Đặc biệt là phụ nữ có thai 3 tháng đầu thì không nên dùng nước lá sen. Trên đây tôi đã giới thiệu cho các bạn một phương pháp chế biến lá sen để hỗ trợ và điều trị các chứng bệnh liên quan đến thiếu máu não rất hiệu quả. Các bạn có thể làm ở nhà hàng ngày để cải thiện các cái triệu chứng liên quan đến thiếu máu não của mình các bạn nhé.